tưởng đây là chỗ của chú Bơm đấy à? Này, đây đâu phải chỗ của chúng Nghịch. Khổ đấy à? Chú Bơm đấy à? Vâng, em anh. Tôi sao đội cái mũ trùng trục, tôi lại tưởng ai ngồi đấy xăm thay của chú. Thế làm sao phải đội cái mũ thế này? Chả nhận ra gì cả. Quá. Cái bác không nghe báo đài nói là đang tháng an toàn giao thông à? Ai chẳng biết là tháng an toàn giao thông. An toàn giao thông thì liên quan gì đến chú? Ngồi trên vỉa hè mà cứ phải đội cái mũ thế này à? Chết thật. Bác không nghe nói là bao nhiêu vụ nhé, thậm chí ngồi trên vỉa hè giữa hai cái cây mà vẫn bị ô tô nó đâm chết đấy. Chú bị làm sao đấy? Hay thật. Nhìn một con người nhá, ngồi trong nhà hẳn hoi nhá, ngồi salon xem tivi, thế mà bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, quay ra lại thấy có một cái ô tô tải nằm trình ình trong nhà. Hỏi ra mới biết là lái xe buồn ngủ, cho đến khi lao thẳng vào nhà dân rồi lúc bấy giờ mới tỉnh. Ôi trời, thì thế thì để chết người à? Thì thế. Chưa hết đâu, bác có biết không? Có những ông nhá, có cái xe ô tô tiền tỷ. Thế mà rồi ông ấy lái thành cái máy ủi đấy. Thì làm sao ấy? Xe tiền tỷ biến thành máy ủi, quá là người ta thừa tiền à? Ôi giời ơi. Thế bây giờ em hỏi bác nhá, ông ấy đang đi trên đường, sao ông lao lên vỉa hè nhá, ông ủi một lúc hàng mấy chục cái xe máy. Thế đấy không gọi là xe ủi thì gọi là xe gì? Thế tức là ông này không có bằng lái xe ô tô mà lại có bằng lái máy ủi rồi. Khả năng đấy, chứ em cứ đội cái mũ này cho nó chắc. Thôi. Này, hưởng ứng cái tháng an toàn giao thông là với những người tham gia giao thông ở dưới lòng đường. Chú ngồi trên vỉa hè rồi mà ngồi đây thì tránh làm sao được. Chết nó có số. Thôi chú bỏ ra đi, không hàng phố người ta cười cho, tưởng chú bị làm sao ở hệ thần kinh trung ương đấy. Bỏ ra đi, trông buồn cười lắm. Thế à? Tháo ra đi. Muốn an toàn cũng không được. Úi dồi ôi, khiếp. Mà chú thử ở đâu cái mũ nặng thế này? Chú đội cái mũ này mà đánh xăm mà có khi tùng bê bình cả. Mà chú mà nằm ngửa ra mà đánh xăm thì cả phố người ta cười đấy. Thế. Bác ơi. Trời ạ. Bác xem em cái hỏng nặng lắm rồi bác ạ. Này, chị ơi. Thôi, chị vào nhầm chỗ rồi. Ở đây tôi sửa xe chứ không phải là bệnh viện tâm thần. Bác buồn cười nhờ, em sửa xe mà. Sửa xe? Xe đâu? Xe em kia. Này, chị ơi, chị sửa xe mà sao quần áo lại rách dưới te tua thế này? Ôi dồi ôi, khổ quá bác ạ. Không hiểu thằng nào nó chơi em, nó trồng ngay cọc giữa đường chị. Này, tôi nhìn đúng là chắc là không bình thường đâu. Thế lại nói là có thằng nào nó chơi với em mà lại chôn cọc ở giữa đường. Này, hỏi cho kỹ, không cẩn thận là lại quan ra đấy. Này, chị gì ơi. Dạ. Thế chị đâm vào cọc ở đâu? Ôi dồi ôi, kia kìa, ở ngay cái đầu kia kìa, bác ra bác xem. Chị có đùa không đấy? Tôi ở đây bao nhiêu năm làm gì có cái cọc ở ngã tư đấy chôn. Ôi trời bác ạ, bác không biết đấy. Bà này bà đâm phải cái cọc phân làn giao thông ở ngã tư kia kìa, vừa mới trồng đêm qua xong, bác không biết đấy. À, này, mới trồng đêm qua hả? Vâng. Thảo nào tôi không biết, thế mà sao người ta không trồng ban ngày mà lại cứ phải nhè vào ban đêm người ta trồng? Ban đêm nó vắng người cho nó an toàn thì mới dám cắm. Trời ơi, mà em nói bác nghe, cái đường phố lớn là trôn đã đành, đằng này cái đường bé tí, có dăm ba cái ngõ thôi mà trôn cả cái cọc ở giữa đường đấy, gớm, ách mới chả tắc. Này, họ buồn cười thật đấy. Sao không chôn cái cọc thế mà họ bỏ đi, họ treo ở trên cao, có phải là dễ cho người tham gia giao thông không nhỉ? Quá, bác không biết à. Treo những cái biển ở trên cao ấy, người ta làm từ lâu rồi nhưng mà vẫn không hiệu quả. Vì sao? Bởi vì có phải ai cũng ngước lên mà nhìn được đâu. Có những cái ông ấy bị vẹo cổ, ông đêm ông nằm ngủ sai tư thế, ông bị hỏng tút năng này thì làm sao mà ông ngước lên ông có nhìn được. Đấy là trường hợp là hi hữu thôi chứ. Thế nếu mà người ta không nhìn được thế thì người ta chôn ở trên vỉa hè có phải là dễ nhìn không? Trời ơi, thì bác không thấy à? Hầu hết các biển báo giao thông cắm trên vỉa hè thì đều bị cây che khuất cả. Nhá, này, mà không hiểu tại sao, em không hiểu là cái chân cột biển báo giao thông ấy nó có cái chất gì tốt lắm. Cứ trồng cạnh cái cây nào là cây đấy nó cứ tốt uống luôn, che hết tất cả. Đúng rồi bác ạ, đúng rồi đấy. Tốt là do cái cây ấy chứ, mà chị cũng lạ thật đấy. Sao cái cột chôn ở giữa đường thế? Chị đi chị không quan sát nào mà lại đâm vào cái cột thế? Ôi dồi ôi, bác làm sao thế? Đường đông như làm sao mà nhìn thấy cột? Chị buồn cười thì có, đường không đi đâm vào cái cột thì chị phải nhìn cái người đằng trước người ta đi chứ. Nhìn người đằng trước người ta đi, người ta không đâm vào sao chị đâm vào? Khổ quá, chính vì em nhìn người đằng trước thì em mới đâm đấy. Thế nào chúng tôi chả hiểu gì cả. Em nói bác nghe, em đang đi thế này nhìn người đằng trước chứ gì, bỗng dưng là có một người 4-5-7 người rẽ sang trái, xong rồi 4-5-7 người rẽ sang phải, thế là còn một lúc mỗi em ở giữa với cái cặp. Người ta lượn thế này, người ta lượn thế này, một mình chị nhìn cái này thôi, cái cặp chứ bạn thế. Đúng rồi à. Khổ quá. Này, thế chị đâm vào cái cọc, thế người thế này có đau lắm không? Bác
nhìn này, bác bảo em không đau à? Thôi, cứ ngồi xuống đây. Đây rồi, cứ ngồi đây nghỉ đi đi ác. Khổ quá, bác xem em cái xe. Này, thế chị đâm vào cái cọc có bị đổ, bị gãy gì không? Cái cọc á? Ừ. Trời ơi, cái xe đạp của em thì làm sao đâm đổ được cái cọc chứ? Ờ, thế à? Thế nhưng mà, cái cọc nó vẫn đổ. Chị giải thích thế nào ấy? Chị đâm vào cái cọc, cái xe nó đổ. Cái cọc nó không đổ, cái xe đổ rồi bây giờ cái cọc nó vẫn đổ, nghĩa là thế nào? Thì em dựng cái xe lên. Thế là một cái thằng xe máy đằng sau đâm vào. À, tức là xe máy đâm vào cái cọc thì cái cọc nó mới đổ chứ gì? Vâng, nhưng mà chưa đổ. Chứ thế nào? Nhằng quá cái chứ nhỉ. Lúc đâm vào thì bảo đổ, lúc rồi lại không đổ rồi. Khổ thế này. Thế lúc sau lại có một thằng ô tô, cái thằng Innova nhá. Biển số em nhìn rõ ràng 8720. Nó đâm vào cái cọc, xong nó lôi đi mấy mét, cái cọc mới đổ. À, tức là chị đâm vào không đổ, mà là xe máy đâm vào cũng không đổ, chỉ cuối cùng là cái ô tô đâm vào đổ, tức là một cái cọc đấy mà nhiều phương tiện giao thông đâm vào. Chưa xong đâu bác nhớ, lúc sau có mấy chục cái xe đằng sau em đâm vào ấy. Thế số phận cái cọc nó có nát không? Chú một cười thật đấy. Nhìn thì cái người ta như thế này không hỏi thăm lại cứ hỏi thăm đến cái cọc là làm sao? Thăm thì hỏi làm cái gì? Người đây thì biết rồi thì phải hỏi cái cọc. Bác ơi, bác xem em cái xe, em chạy ra hàng thuốc em mua mấy viên nhé. Rồi. Quá thôi. Cứ đi. Vâng, nhá, vâng. Yên tâm. Vâng, nhá. Bác xem em cái xe nhá. Đi về lấy nhá. Rõ khổ. Này, chú Bơm này. Thế tại sao người ta chôn cột như thế mà không có người đứng để hướng dẫn người dân đi à? Có chứ. Mấy hôm trước khi bắt đầu mà gọi là áp dụng thí điểm cái gọi là phân làn giao thông ấy, em đi mấy phố cũng thấy có mấy anh trật tự phường đứng mỗi anh ôm một cái trông nghiêm túc lắm. Thế nhưng mà chỉ được mấy hôm thôi rồi lại đâu vào đấy, lại biến mất hết. Sao lại thế? Thì bác bảo đấy, đến có mỗi cái cọc không thôi mà cái bà dở người kia bà còn phang vào, huống hồ đây lại người lại đứng hiên ngang lên như thế này, xe cộ đi lại vèo vèo như thế, làm sao mà không phải đầu phải tai. Thế cũng khổ cho mấy cái anh trật tự phường đi làm mà giúp dân chứ đâu có được việc gì riêng cho mình đâu. Thế nhưng mà người ta không còn cách nào khác hay sao mà người ta cứ để cái giải pháp như thế. Nghe bác nói, nghe cái bà dở người vừa rồi kể, em ấy chợt có một sáng kiến. Hay quá. Sáng kiến gì? Đấy nhá, bây giờ thay vì các anh trật tự phường hoặc là các lực lượng chức năng đứng ôm cái cột thì ta thay vào những cô người mẫu mặc bikini đứng ôm lấy cái cột uốn éo theo như kiểu là laptop border ấy. Khổ quá, bác để ý muốn nói. Người ta đi, người ta sẽ tập trung vào các cô ấy, mà tập trung vào các cô ấy thì người ta sẽ nhìn thấy cái biển ở trên. Ui không được đâu. Những cái cô mà thiếu vải thừa thịt đứng ở ngoài đường ấy thì các phương tiện giao thông không những đâm vào nhau mà nếu mà tôi tham gia giao thông tôi không dám nhìn cũng lại đâm vào đít nhau. Cái này không được, nguy hiểm, phương án này không dùng. Em lại có phương án khác. Cái gì? Bây giờ thay vì những cái cột đấy bằng sắt rồi, ta thay nó bằng chất dẻo hoặc là bằng lò xo như kiểu trẻ con nó chơi thú nhún ấy. Tức là để các phương tiện tham gia giao thông mà không nguy hiểm đâm vào không sao cả. Đây em nói ví dụ đơn giản nhé, ví dụ cái cột ở đây rồi, xe đằng trước đi qua có đâm vào rồi, cọc nó ngả xuống rồi, xe vẫn không làm sao được. Xe đằng sau đi đến nó bật pưng phát vào mặt. Úi giời, bác thấy an toàn tuyệt đối. An toàn cái gì, bật vào mặt mà còn an toàn à? Nguy hiểm. Nhưng nó chất dẻo. Nhưng mà chất dẻo nó giống cái thú nhún thế này, cái biển báo giao thông ở đây đi nó cứ lắc thế này thì ai mà còn. Đây rồi, đảm bảo phương án này triệt để luôn đấy. Cái phương án triệt để là cái phương án tôi đang cần nghe đây này. Vẫn đường thông hề thoáng tốt, tất cả mọi thứ trở lại bình thường rồi, bằng cách nhổ tất cả những cái cột vừa trồng đi. Trời ạ, tưởng chú đưa ra cách gì hay, nhổ tất cả đi thì còn lấy đâu biển báo người ta tham gia giao thông. Thì bác bảo bây giờ tất cả những cái cách đấy còn không làm được thì bây giờ chả nhổ hết đi thì để làm cái gì? Thì bây giờ bác không có nghĩ được thì bác nghĩ đi. Ôi giời ơi. Sửa em cái xe này. Sao thế? Khổ quá. Vừa đi kia em đâm một phát vào cái cọc phần làn, lại đâm vào cổ cả. Ôi này, thì cái cọc có làm sao không? Này, làm sao? Hỏi xem người thì người ta có làm sao không, cứ quan tâm đến cái cọc. Ừ, này, thì người có làm sao không? Người em thì không làm sao, nhưng mà cái xe này, xe hỏng nặng, bác xem em cái. Trời ơi. Bác Phô này, em lại vừa nảy ra một ý. Em xin rút lại ý kiến là nhổ tất cả các cọc đi. Mà chú này rất là mâu thuẫn nhá. Khổ quá. Vừa nãy bác để em nghe em nói đã. Bây giờ này, thay vì bây giờ trồng một cái cột, ta trồng được khoảng 2-3 cái đi. Trồng 2-3 mà theo kiểu dàn hàng ngang ra ấy. Này, trồng một cái người ta đã đâm nhan nhản rồi, thế bây giờ trồng 2-3 cái thì người ta đi thế nào? Khổ quá, bác vẫn chưa hiểu à. Đấy nhá, từ sáng đến giờ em chưa có khách.
mới có một cái cọc chồng ở đấy thôi, mà đã em đã có hai khách rồi, bây giờ chồng hai cái thì có phải là có bốn khách không? Ôi trời ơi, có phải là giàu không? Này thôi ngay nhá, thôi ngay nhá, này chú đừng có ăn nói tếu táo như thế nhá, ai đi qua người ta nghe thấy chú mà làm như thế người ta bảo là mình sống không có đạo đức đâu đấy. Trời ơi, khổ, mà không phải riêng em đâu, bác ấy, bác cũng nên dẹp cái hàng photo này đi mà chuyển sang cái hàng giặt là. Sao lại chuyển sang giặt là? Okay. Thì bác không thấy à, người ta đâm xe người ta gặp tai nạn, em thì sửa xe, trong lúc chờ sửa xe thì bác giặt ủi quần áo. Sao không may vá luôn để quần vá quần báo thì người ta luôn. Bác có vốn thì bác cứ mở, thậm chí mở cả luôn cả bệnh viện tư nữa. Tức là nếu như đâm vào cái cột mà có dập mặt hoặc gãy răng thì tôi làm bệnh viện luôn đi. Chứ có gì nữa. Trời ạ, thế gọi là trục lợi, thế gọi là đục nước béo cò, không được đâu. Làm như thế là không có đạo đức. Mà tôi phải nói thật, bây giờ ra đường nhiều biển báo giao thông như thế, chỗ nào cũng răng ra như vậy, không khác gì mê cung, đúng là chả biết thế nào mà lần chú ạ.